Năm mới Tết đến, mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mình xin chúc các bạn cùng gia đình sẽ có những ngày bình yên và hạnh phúc bên nhau. Chúc các bạn một năm nhiều thành công và sức khỏe và những điều may mắn nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Siêu phàm sát thần tập 153. Toàn bộ đại sảnh bây giờ là tiếng da thịt va vào nhau, đúng như các bạn nghĩ đó, là âm thanh phát ra từ những nắm đấm của kỹ lâm vào mặt của cao nhân, huyết vũ bay khắp nơi. Vừa đánh kỹ lâm vừa mắn, từ trên núi xuống à, thiên sơn trưởng phải không, ngươi chỉ là một con rùa già, ngươi ở đây đòi lật núi ai đòi giao hoai với ai kèm theo sự mắng chửi là tiếng xương vỡ nát đám quần chúng xung quanh thì khuôn mặt tái xanh xì xào đó là cao nhân đến từ núi côn luân sao sao ông ta lại bị một đứa bé đè ra đánh như thế kia kỳ này hắn không chết cũng tàn phế vốn tưởng tên diệp thần kia đủ ác rồi không ngờ lại có người ác hơn xuất hiện nhưng cô gái này cũng rất xinh đẹp bọn người xung quanh sợ hãi đến run rẩy khi thấy kỷ lâm một tay sách cao nhân như sách một con gà đúng là như dự đoán của ta tên này quả thật là tên phế vật mới chơi được một chút đã ngủ rồi đúng là vô vị nói xong cô ném cao nhân như ném một túi rác mọi người không thể tin lâm sơn mặc lại bị nghiền ép như vậy cho dù cô gái này luyện công từ trong bụng mẹ cũng không thể nào khoa trương như vậy sau khi giải quyết xong vị cao nhân kỹ lâm vui vẻ chạy đến bên cạnh diệp thần ngươi thấy ta có lợi hại không mau khen ta một chút đi nhưng diệp thần chỉ lạnh lùng nói một chữ cút điều này lại một lần nữa làm cho đám quần chúng rúng động trời ạ à, đối mặt với loại quái vật như vậy hắn lại không lấy lòng cô ta lại bảo cô ta cút đi cô ta vừa đánh lâm sơn mặc như đánh một con gà tên diệp thần quả thật vô pháp vô thiên sao hắn lại dám ngạo mạn như vậy cô ấy chỉ cần tác một cái là hắn xong đời khi này kỹ lâm lại bày ra bộ dạng nũng nịu nói diệp thần ngươi chỉ giỏi ăn hiếp ta đám quần chúng lại kinh hãi trong lòng cái gì thiên lý ở đâu cô ấy không những không tức giận mà còn nũng nịu với hắn từ nay về sau gian nam này chính là thiên hạ của diệp thần rồi kỳ lâm nhìn diệp thần nói diệp thần lần này ta tìm đến ngươi nhưng cô chỉ nói đến đây thì đã bị diệp thần cắt ngang diệp thần chậm rãi nuốt một viên đan dược chuyện này chúng ta nói sau nhé, ta còn có việc phải làm dứt lời thì diệp thần cũng đi ra ngoài kỹ lâm vẫn giữ bộ dáng nũng điệu nói ùm ta biết rồi thế thì phải kiếm gì đó để chơi chứ đứng mãi ở đây thì chán lắm ánh mắt của cô va phải nhược tuyết cảm thấy nhược tuyết vô cùng xinh đẹp kỹ lâm vội chạy đến hỏi chị ơi số đo ba vòng của chị là bao nhiêu câu hỏi này cũng làm cho nhược tuyết cạn lời khi này diệp thần đã tìm thấy tần chính dương đối diện với diệp thần tần chính dương vô cùng sợ hãi Từng bước đi của Diệp Thần đối với hắn chính là nhìn thấy Diêm Vương đến đòi mạng của mình. Tần Chính Dương sợ hãi kêu la: "Ngươi đừng qua đây, ngươi không được làm hại ta, ta hứa từ nay sẽ không gây rắc rối cho ngươi và Nhược Tuyết nữa." Lời của Tần Chính Dương nói đến đây thì đã dừng lại, Diệp Thần một tay túm lấy cổ Tần Chính Dương kéo về phía mình nói: "Ngươi yên tâm đi ta sẽ không để ngươi cô đơn, toàn bộ người của Tần gia sẽ được chôn cùng với ngươi." Diệp Thần trong mắt không hiện lên một chút thương hại nào, đưa tay phát lực, tiếng xương gãy vang lên, cao thủ mới nổi Tần Chính Dương tắc thở thấy con trai mình bị sát hại tần khôn đầy đau khổ gọi tên sau đó hắn cầm thanh đao trong tay lao về phía diệp thần để trả thù vừa lao đến hắn vừa hét toàn bộ người của tần gia nghe lệnh hôm nay phải diệt tên này nếu không tất cả chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót sau khi nghe lệnh đám người của tần gia nồng nộp xuất hiện trên người lâm lâm thanh kiếm đầy sắc bén bọn chúng động viên lẫn nhau tên này đã là đèn hết dầu không thể nào có thể tạo ra sóng gió xong lên lấy mạng của hắn nói xong bọn chúng hùng hổ lao về phía diệp thần không biết từ khi nào kỹ lâm đã xuất hiện bên cạnh diệp thần nói ngươi có cần ta giúp đỡ không diệp thần cười lạnh nói không cần đây chỉ là những con cá nhỏ không cần ngươi phải phí sức trong lúc đám người của tần gia đang lao đến thì có một nhóm cường giả đeo mặt nạ cũng xuất hiện người đứng đầu lên tiếng tất cả nghe lệnh bảo vệ điện chủ toàn bộ người của tần gia diệt tiếng binh khí va chạm tiếng kêu la thảm thiết trong chớp mắt đám người của tần gia bị áp đảo và tiêu diệt lúc này đám người đeo mặt nạ đứng trước mặt diệp thần cung kính nói báo cáo điện chủ mọi chuyện đã được giải quyết xin ngài cho chỉ thị tiếp theo tốt hiện tại bố mẹ của nhược tuyết đang ở đây các ngươi đi giải cứu hai người bọn họ sau đó thì có thể rời đi đám người đeo mặt nạ nhận lệnh sau đó hóa thành tàn ảnh biến mất diệp thần quay mặt về phía nhược tuyết nói chúng ta về nhà thôi nhược tuyết lúc này vô cùng hạnh phúc ủ một tiếng nhìn theo bóng lưng của diệp thần đám quần chúng ở phía sau lại bàn tán không ngờ tần ra lại dễ dàng bị diệt như vậy đám người đeo mặt nạ đó từ đâu đến sao chúng ta chưa từng nghe thấy một tên ảo não nói không cần biết bọn chúng đến từ đâu kể từ hôm nay giang nam này sẽ là giang sơn của diệp thần hả cứ như thế mà đi sao diệp thần chờ ta đã ta còn chuyện muốn nói với ngươi kỹ lâm khi này cũng vội vã đuổi theo video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn